Vâng, vậy là đánh rất nhanh chóng rồi. Chúng ta cùng nhau đến với game đấu thứ hai. Trong đấu bò 2 giữa Newbie Young và Newbie, tỷ số 1-0 cho Newbie. Đây điểm mà mọi người đã biết trước rồi. Và rất có thể nó sẽ là 2-0. Vì thật sự là nếu như mà Newbie Young thắng được Newbie thì hai đội này nên đổi tên cho nhau. Trong cái đấu này thì bên phía Newbie Young họ được ban pick trước, hay là ban đầu tiên nhắm vào BB cùng với cả Newbie thì họ ban thì Undying và Spirit Breaker. First pick cho Newbie Young là Earthshaker rồi. Có vẻ như là Earthshaker. Đang khá là hot. Còn Newbie lựa chọn cho mình là bộ đôi SF và Rubik. Vẫn tiếp tục là Rubik. Queen of Pain. Dire Team Ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Newbies turn to ban. Seconds remaining. Five seconds remaining. Vậy là đáp trả lại là Queen of Pain dành cho Newbie Young. Lượt ban thứ ba bên phía team Newbie Young, họ ban đi Clockwork. Bắt đầu sử dụng nhiều reserve time hơn từ phía Newbie trong những lượt ban tiếp theo. Với Earthshaker Queen of Pain thì Newbie Young đã có khả năng combat và đi ganh lẻ khá tốt. Giờ nếu như họ có cho mình được Lina hoặc Lion thì con SF có thể bị kết thúc trong một nút nhạc. Nhưng vấn đề là pick thêm Lina hay Lion thì lại thêm nhiều skill hay ho để Rubik có thể ăn cắp được và phản đánh vô cùng hiệu quả. Ông suy nghĩ thì cuối cùng Newbie lựa chọn là ban đi con PL, một hero khá là bệnh hoạn. Centaur tiếp tục bán ra từ phía của Newbie Young khi mà ở lượt pick tiếp theo bên phía Newbie sẽ là pick trước. Thật sự là con Centaur giờ lên gậy xanh khá bá. Vấn đề nó vẫn chưa được thử kiểm nghiệm nhiều ở competitive thôi. Ở game đấu trước Moncast thì các bạn thấy Centaur lên gậy xanh rồi, ở game đấu đó thì bên phía team Select họ đã thắng. Ở bên cầm Centaur đã thắng. Reserve time. Tide Hunter. Dire team pick. Lina bàn ra đó một hồ con làm đúng chết được SF. Và Thunder được pick dành cho Newbie rồi. Khi mà đã có được cho mình con Rubik thì họ hoàn toàn thì tự tin pick Thunder và không phải lo lắng gì. Thunder cũng như SF là bộ combo khá là quen thuộc từ ngay thời điểm Delta 1. Mà bây giờ đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Ten seconds remaining.
5 seconds remaining. Daxia được pick dành cho team Nibiyang. Đùa con Daxia này mà tí bị ăn cắp tường hay là vacuum nhỉ? Thì cũng thốn. Ăn cắp gì cũng được, ăn cắp vacuum thì vacuum lại cho SF nó quẩy ô thay Hunter Ravet cũng kinh. Mà ăn cắp tường tạo tường ra bọn kia đi qua tường cũng thốn, nói chung là kiểu gì cũng hay. Càng pick càng thấy Rubik có nhiều chỗ để chơi, nhiều đất để diễn, và đó là Last Rock dành cho Niu. Ở game đấu trước chúng ta thấy là Rubik của Sanseng ăn cắp được cả Check, ăn cắp được cả Primora, nên không lý do gì anh không ăn cắp được hoặc là vacuum hay là tường. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Bắt đầu sử dụng đến nhiều reserve time từ phía của Niu Young. Họ có thể pick nốt support còn lại của mình trong video này. Với con Last này mà nếu như con Last đánh ở vị trí core hero thì rất mệt mỏi. Tuy nhiên mình lại đang nghĩ là con Last sẽ đánh sắp. Last Rock sẽ đánh sắp vào game này khi mà Rubik và Last Rock là một bộ phối hợp combo cũng khá là quen thuộc. Nhập một người nhấc lên, một người stun tại ngay vị trí đó. Phối hợp combo như vậy mà còn trượt nữa thì chắc là nên nghỉ. Và đúng là pick nốt con sắp còn lại từ phía của Niu Young đó chính là CM. Seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Ten seconds remaining. Dire team ban. Lượt ban cuối cùng ban đi Life Stealer rồi. Life Stealer game này lên cái gậy xanh cũng bệnh, nhưng chắc chả lên gậy xanh như con đấy. Mấy cái búp gậy xanh đều là những cái búp mà mình nghĩ thật ra nó cũng chả ảnh hưởng nhiều lắm đến meta. Không ảnh hưởng nhiều, có một số con có thể ảnh hưởng, ví dụ con Tinker. Cho con Life Stealer này thì reserve time. Chắc là không ảnh hưởng hết. 10 seconds remaining. Đánh lên có đánh pop lên vui rồi đánh rank lên. 5 seconds remaining. Competitive chắc liên quan. Newbies turn to. Newbie Young thì lựa chọn man đi Brewmaster ngay lập tức có Slada dành cho Newbie. Với Slada như thế này thì Last Rock đã đánh ở chỉ support rồi. Vậy là đúng là thói quen các team Trung Quốc không đổi, họ không thích con Last Rock đánh core. Mình bị viêm họng thế. Viêm họng sổ mũi. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ông Slada thì có sửa một tí cái đam của reserve cái crash. Time. Ember Spirit. Ember Spirit. Ôi trời ơi, có SF, có Slada, pick con Ember này, hên xui.
Tôi đang nghĩ đến cảnh kiểu ông Ember ấy, ông bị Slada nó trách cho xong rồi hai hit nằm xuống, hai hit nằm đất. Ember mỏng lắm, giáp cực kỳ mỏng luôn. Máu cũng ít. Nhưng mà Ember phối hợp với Darkseer, Berserker, Queen of Pain như CM. Thật ra thì nhìn qua thấy Nivea Young họ mà combo được với nhau thì nó cũng ra vấn đề phết. Mỗi tội là combo được hay không. Ta thấy là cái Slytherin Crash này nó được đăng đam lên. Đam lên 200. Ok. Giữa đam vẫn ghi cũ này. Đam từ 200 lên 225. Lên 25 đam. Cũng lên 25 đam thật. Không ai nhìn nhầm. 25 đam thì lượng đam đi từ cái skill 2 sẽ lớn hơn một tí. Chứ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Búp nhẹ nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Búp 25 đam cho một cái skill. Chơi không? Có chơi không anh em? Nó tung mất 2 skill rồi, nó đang hồi mana, nó sẽ chơi với em tiếp. Các anh có muốn lên không? Nhấc lên rồi, stun đè tiếp tục. Ôi! Tôi vừa mới nói xong combo như xịt. Mà đã thế thì quả fit sùa này sẽ là first blood dành cho newbies. Mà chúng ta thấy Mu chưa chết, giờ thì Mu mới chết. Nhưng mà chắc 4, 5, 6 sẽ dẹo. Vâng, mà quyết định là búp cái khiên vào, cái khiên ghẻ này giết được ai? Cái khiên ghẻ này giết được ai? Cái khiên ghẻ này thì giết được ai? Hoang tưởng. Double kill cho MK không? Support ăn double kill. Nhưng đó vẫn là lời cho newbie kiểu ăn được 3 mạng cũng như là một cái first blood warp play. 1000 tiền luôn. Thậm chí tôi còn chưa kịp check chuối rồi cầm Let's Rack, Jun, Thai Hunter, Mu, SF, Sunseng, Rubik, Rabbit, Slada. New Young thì MK, CM, PL, Ember, Speedmer, Darkseer, 456, Ashaker, SSC, Queen of Pain. Không có việc chia lane như thế này thì ở mid sẽ một cuộc cạnh tranh cũng tương đối hấp dẫn. Tuy nhiên là Mu đang có một chút lợi thế rất lớn về XP. Trong khi đó thì solo giữa Osaker với cả Jun như thế này thì cũng khéo, rất là đơn giản để cả hai có thể farm được. Chúng ta thấy là Darkseer cũng quyết định vào rừng farm luôn rồi. Với việc con Golem bây giờ cũng đã phải chịu cái lượng đam phép thì việc Darkseer farm Golem cũng không phải là quá khó khăn, mặc dù là cũng có cái khả năng kham phép từ phía Golem. Một tình huống smoke ra mid nằm rồi. Quay ngược trở lại vậy, kết thúc được luôn. Quá hay từ phía của Mù. Xác định là không chạy được, quyết định quay trở lại. Trong khi đó ở trên này đó là một tình huống stun, tiếp tục là stun. Và giờ thì nằm. Quá nhiều stun cho cái bộ chip lane như thế này. Không có đâu nào có thể sống sót nổi nếu như bên phía team Newbie combo được cả 3 skill đều trúng. 5-3 cho team Newbie. Mù đánh rất tình và đẹp dài tình huống rồi, vẫn tỉnh táo vẩy chết được SCC. Này thì phi ra oanh anh vẩy cho 2.5. Sẽ phải cắn mình máu to. Too bad. Ở đây thì chuối có dày sớm. Nhưng mà San Seng cũng lao lên rồi, đẹp trời ơi. Ông Kari này ông cũng phải ra luôn, ông Solomid cũng phải ra luôn, nhưng mà đó là mạng dành cho Piao. Ra Piao rồi đi gành cũng hơn, đúng là lẹn chả farm được. Thọt tung đít. Earthshaker 456 cũng có mình lượng farm tương đối ổn. Hơn Thai Hunter. Trong khi MRR vẫn đang tự kỷ trong rừng. MRR thấy không? Châu bò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, MRR mới là người được hưởng lợi. Mà bên kia đánh nhau trí choay, anh vẫn cứ farm, không ảnh hưởng gì hết, dẫn đầu Darkseer deny. MK quyết định vào rừng farm, con CM này có thể farm rừng rất dễ dàng, việc nâng một điểm, một cái Frostbite. CM một hồ farm rừng rất dễ, nhưng thật ra thì CM lại không phải farm rừng nhanh cho lắm.
Nếu so với những hero khác, ví dụ như Enigma thì CM farm thua rất nhiều. Bây giờ thì đang một tình huống smoke hai người từ phía của newbie, hai support tiếp tục đi roam. Hai support đều có giày sớm nên họ rất cơ động. Và tình huống này mà Rubik nhấc được là chắc khó, CC không dám làm gì đâu. Quên lên khéo trước kìa, vẫn chưa lộ smoke. Lên không kịp. Khó mà quả đấy mà móc từ đây ra thì hên xui, đứng thẳng lên này không ăn được. Ngay tức đã phá cái mắt rồi. Sao Linh đã được lên dành cho MRR. Anh cũng có trong người mình cái Mango. Đây cũng là một chuỗi smoke ngược lại. Em đã thấy PR đúng đang thể hiện đúng cái tôi đã bảo. Xác định lửa lên không farm được, thôi đi gánh luôn. Mới level 3, đây là một phong cách carry của năm. Lộ hết smoke rồi, không có sen, không có play, không có sen chi. Không có sen chi. Nhưng vẫn ra mid. Này thì ra này nhấc lên rồi, rất có thể là gánh fail. Stun fail luôn từ phía của chuối nhưng không sao cả, họ vẫn kết thúc được cái mạng của CM, vẫn đang cố gắng dí theo SCC. Blink trong 3, 2, 1. Tuyệt vời. Chỉ cần cooldown thêm 1 giây nữa thôi thì mọi chuyện đã khác cho SCC. Tuy nhiên nếu như bị cooldown lâu hơn thì anh sẽ không chạy vào góc rừng đó mà anh sẽ di chuyển tiếp. Nếu chắc chỉ có thể chắc là tại sao có Lesrak làm ra cái stun nó delay vãi trưởng. Sau 4 và Rabbit vẫn đang farm đâu bà. Cái farm xanh như thế này thì phút thứ 5 đã có cho mình cái Magic Wand cũng như là giày và thậm chí là lên đang lên thẳng trống. Không có việc lên đồ như thế này thì lên một cái Bracer với lên đồ như thế này thì có thể sẽ là lên Blink muộn. Ngày xưa thì có một style là lên Van rồi đó lên Blink. Có một số người chơi khác lên rất nhiều stat cho Slada, lên ơn các kiểu rồi sau đó cũng lên Blink. Số khác thì lên tay quỷ. Nhưng mà lên kiểu gì con Sla này chơi cũng tốt hết. Lên kiểu gì cũng cái lợi riêng và quyết định xin pause game từ phía của Newbie Young. Họ có vấn đề gì đó cần phải giải quyết. Disconnect luôn. Trong Lian ECR. Có ai biết dịch ra là gì không? Trong Lian ECR. Mình sẽ thử xem có nghĩa không. Trong Lian ECR. Trong Lian ECR. Chịu không biết nghĩa là gì hết. Vâng, bây giờ thì anh đã quay trở lại với game đấu được tiếp tục bắt đầu. Giấy máu được lên dành cho MK. Dire's top tower is under attack. À, nghe bảo chú chém chói. Đây là con em ở... khó đỡ nhất của Nam ở dưới bốt thì đã một tình huống Echo Slam rồi, run trầu vãi.
Quay tay thảo đánh anh, nhổ được bọt vỡ đầu này. Tele ra rồi, Rabbit đang cooldown mất cái skill 1 nhưng có giật set rất khó chịu từ phía của chuối. Lao lên, lao nữa lên, bị slow lại rồi. Cần một cái săn, không được nữa rồi. Rabbit rất cố gắng nhưng không thể làm gì được. Chí là anh còn chuẩn bị sẵn đổi sang cái giày AZ có gì gắn stick hay sao. Slada vẫn đang farm đầu bảng, trong khi đó thì MR mặc dù là farm cũng được khá nhiều mà toàn con crab rừng không chất lượng hay sao. Tôi thấy là network của anh vẫn rất nghèo, vẫn mới chỉ có được ngày đồ ở phút thứ 7 thôi. Con crab rừng ghẻ. Trong khi đó thì Mu cũng đã có power chat cùng với cái bottle và watt band. You get nothing. Hiện tại tốc chạy như thế này muốn giết con Les hơi bị khó. Nhưng nó có bút tốc, trong thời gian bút tốc có gì được không? À vâng, nhưng mà có SCC phi dao rồi. Chuối có thể nằm rồi. Chuối stun là auto miss. Đến những quả nhấc lên Rubik anh còn miss được, không lý do gì anh stun bình thường lại trúng. 7 năm. Con chuối này còn là người ban pick, tự chọn cái hero cho mình chứ. $1,300 cho Slada. Lượng máu hiện tại cũng tương đối ổn, 1,200 máu. Nói chứ thật sự thấy là VC bây giờ đánh hơi tù. À, newbie giờ đánh hơi tù. VC Gaming với IG vẫn mạnh, còn newbie thì đánh, các bạn thấy là đánh cũng chả hơn mấy rồi với team hạng 3. Không có dấu hiệu rep. Đánh chỉ ngang phèo với cả Newbie Young. Early mid chỉ ngang, về sau late game kinh nghiệm hơn thì ăn. Nhấc, lần này nhấc kịp, lần này stun chuẩn, lần này stun 2-7. Và giật set nữa. Kết thúc cái mạng của Queen of Pain, mạng dành cho Mù. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Vậy là ăn xong được cái trụ mít từ phía của Mu rồi. Vâng, mà đúng là check qua về network chúng ta thấy chênh lệch nhiều thật. 4.000 vàng sau 10 phút. XP cũng là tầm 3.000. Network của ba ông co của Newbie dẫn đầu. Tiếp sau đó là 4 người của Newbie Young. Chúng ta thấy là nhẹ nhàng QWP SCC đứng ở vị trí thứ 4 mặc dù là solo mid. Bên phía Newbie Young chứ chưa nói đến vị trí bao nhiêu trong tổng số 10 hero trên bản đồ. Solo mid thua đồ của offline, thua đồ của thanh niên carry không biết farm. À gọi là không biết farm, gọi là không farm được. Đây là một sự quan ngại sâu sắc dành cho SCC. Bây giờ ông còn bị trách nữa, lượng giáp đang là âm. Slada của Rabbit thì hoàn toàn đủ tiền lên Blink rồi. Bây giờ thì về nhà lấy Blink xong rồi tôi lê ra thôi. Nhanh lên, nhanh. Thôi kịp không, fit sùa trúng rồi. Búp tốc lên, dí theo, không kịp. Trách ngược lại cho anh về nhà. Dire's middle tower is under attack. Quick ăn cắp được cái side of fish gì để làm gì. Trong số đống, nhưng bây giờ thì dẻo. Vẫn bay được, đuổi được không?
Phải có đam vật lý. Radiant's bottom tower is under attack. Ông này vớ vẩn, ông bay ra chết rồi. Radiant structures are fortified. Có sai, lúc nãy nhìn thấy tạo cái bóng ra, chắc chắn nó bóng quanh quẩn khu nào. Mà lần nữa vẫn còn nguyên cái trách. Một ta chạy kiểu gì ở trời. Sau này công ty Queen of Pain kết thúc được hai support pha dụ hàng level của MK. Ông ấy còn dụ thêm được cả Jun nữa, Jun thì có ra vết vớ vẩn ngoài Jun dẻo. Dụ hàng hay vãi CM. Không chết luôn. Bên kia cũng tham cái mạng của CM chết ba cháu. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Gậy lốc dành cho mù. Dire's middle tower is under attack. Lượng máu này hai vậy. Ôi thôi rồi. Vẫn kịp dùng skill trước khi chết, vậy là tròn vai, Echo Slam được vào chuối. Đặt tường ra, có vacuum không? Chạy luôn qua tường. Chạy luôn qua tường ra, vết được ba người, quá đẹp. Check vào MR, MK cũng chết tên này, chạy kiểu gì vậy trời. Double kill cho Mu. Bỗng nhiên lag, nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn biết combat nó xảy ra thế nào. 11-10. 11-10. 10 kill trước. 10 kill trước cho New Young thật là hư cấu. Hỏi tí trên kênh chat không nào đặt 10 kill bên New Young game 2 không vậy? Hư cấu vãi. Hư cấu. 2.500 vàng thôi. Chỉ hơn có 2.500, XP cũng chỉ 3.000. Sau 14 phút. Thôi dẹo rồi em ơi. Không có ulti à? À đây, có ulti này. Thật ra thì nếu như tham minh chuẩn, giết tốt, cái blink nó cũng có cái animation, hoàn toàn thể ulti vẩy một phát, nhổ được bọt được một phát. Nhưng mà giờ thì ông này ông dẹo. Ai cứu anh đây? Không ai cứu anh cả, anh đã nằm mất rồi. Kết thúc được Killing Spree, tạo bóng ra từ phía của Big Stun được vào rồi. Cố gắng đánh vào PL thôi. Kết thúc được luôn cái mạng của PL. Bây giờ Jun đi ra có một pha đứng giữa dàn địch. Vẫn cố gắng đánh từ phía MK. MK quá khỏe, nhưng bây giờ thì MK đã nằm stun bà từ phía Rabbit. Check về CC đánh vào ulti ra ở QNP của CC không chết. Nhưng mà Sanxian nó bay lên với cả việc ăn cắp được cái bóng của Ember Spirit của PL. Và như vậy thì đó là lại một tình huống combat đầy lửa và có lợi cho team New Beyond. Hãy nhớ rằng là có lợi cho New Beyond và bây giờ là 14 đều. Tình huống rồi, San Sang đánh khá tốt. Dùng cái bóng của Ember khá hảo. Vấn đề là không kết thúc. Vấn đề là ông Slada và Mu đều chết. Ngay tức đã có ơn được lên dành cho San Sang. Ông Queen of Pain đã vươn lên rất nhanh chóng, network ở vị trí 3. Top tower is under attack. Và có vẻ thanh niên này... Tôi nhớ không nhầm thì ông này là ông chuyên gia cổng Queen of Pain lên sách đệ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần nào tôi xem ông này cổng Queen of Pain ông cũng lên sách đệ. Thanh niên cuồng sách. Top tower has fallen. Sau khi có một cái blink thì Slada đang hướng đến cho mình một cái BKB. Thái Hunter thì có blink dành cho mình rồi.
Dire's top tower is under chuỗi attack. Lên hẳn hai cái Bracer tiếp tục là smoke. Bên kia CM có áo mưa. Ông Piao thì vẫn Radiant's đang ở cái trống rất nghèo attack. Luôn, MR thì đã có Mekhan rồi. Và tình huống này là tình huống mà có lẽ là MK sẽ dẹo. Có Shaker, có Blink đó, nhưng mà bây giờ thì dẹo thôi. La vết luôn. Một người anh cũng phải la vết. Tiếp tục tàn đè chuẩn. Ông Piao này bóng biết đâu rồi. Tôi chết. Ngây thơ lắm Piao ạ. Cô tạo bóng mềm gì bay sư sang bên này, chạy hết sang bên này này. Kéo cô kéo thời gian cho bay thế thì biết ngay. Bên phía newbie họ đủ tỉnh táo thì họ có thể lựa chọn con đường hợp lý. Dire's top tower is under attack. Tạo bóng tới đây rồi chạy tít mù tắp sang bên này này. Vậy luôn. Bị vào Roshan. Ra check Roshan xong thì cũng ăn được mà. Dire's top tower is under attack. Mà thấy Ember ra rồi chắc cũng là. Cái con Golem này nó ra như thế này. Việc sửa Golem này cũng là một cái búp nhẹ cho con Alchemist. Alchemist mà farm mà gặp Golem cực kỳ sướng. Ở đây đang có một bãi stack khá to, Jun sẽ được ăn luôn. Jun thì cũng đang có được cho mình một cái Barker, sẽ là người lên Mekhan cho team newbie. Nhưng mà chúng ta thấy là Mu không lên Mekhan. Lượng tiền mua hiện tại là khá là lớn, 3.000 tiền và vẫn chưa quyết định mua đồ gì. Có thể dự trữ lên khoảng tầm 4.000 và sau đó lên thẳng cái BKB luôn. Radiant's middle tower is under attack. Vâng, đó là một tình huống Echo Slam và San Seng với Focus. San Seng đã nằm 4-5-6 thì Echo xong thì cũng dẻo và cùng đặt tường tuyệt vời. San giữ xịt từ phía của Rabbit và bây giờ thì mua muốn bùng cháy. Lượng ram là khá lớn, có quay ra từ phía của MK, múa vô cùng đẹp. Kết thúc được luân Thunder, kết thúc được luân mù. Và giờ thì Rabbit chỉ kết thúc được một cái mạng của QNP mà thôi. MK vẫn đang xoay nhiệt tình. Anh quyết định tele stun vào, không được thì đang cooldown stun và cũng không có bass. Đánh đã đen lại còn ngáo thế chứ. Đánh thì đã không có bass stun thì Sida. Mười chín mười bảy. Và chúng ta thấy đang có rất nhiều vấn đề tin newbie ở game đấu này. Kiểu này ấy, mà newbie mà không được mời chắc là cũng buồn cười. Đánh quá tệ. Chả thể hiện được đúng đẳng cấp của ông lớn gì cả. Đánh với cái đội hạng em của mình cùng công ty. Chúng ta để ý là nhìn thấy MVP Hot 6 và MVP Phoenix còn thấy hấp dẫn hơn. Và đánh còn trình độ còn kiểu chênh lệch hơn. Radiant's top tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Giờ thì ban Roshan cũng tình huống check rất đơn giản thôi. Radiant's top tower con Roshan nằm xuống cực kỳ nhanh. Radiant's top tower vấn đề là Piao cũng đang lao vào. Check qua thì Piao vẫn chưa có gì nguy hiểm lắm. Tôi thấy cái độ nguy hiểm của PL nó là dành cho các đồng đội chứ không là dành cho team đối phương. Anh quá nguy hiểm, chính anh là người làm cho bên phía team New Young trở nên khó đánh rất nhiều vào combat này.
Nhưng nếu có một tình huống va cùm lợi hại với cái Blink thì vẫn có thể Blink lên. Lên đây này, Echo Slam rồi ra vết. Blink lên va cùm. Kết thúc được luôn cái mạng của San Seng mà cũng chỉ có San Seng mà thôi. Bây giờ thì MK lại ngồi quay. Quay xong cũng chả giải quyết được cái gì. Radiant's top tower is under attack. My thanks. Vậy là đã có sách 3 dành cho SCC. Quả đấy cũng như quả đấy vừa linh lên đây nè, xong rồi làm quả vacuum nè, đẹp vô cùng. Đánh bên phía New Yang còn thiếu một cái là họ phải chọn được khoảnh khắc. Họ chọn được khoảnh khắc đẹp, họ sẽ lật combat rất dễ dàng. Con đắp xìa con đã chuyên để lật combat. Đúng rồi, vacuum được có hai người. Người cầm hồi sinh với SCC rồi PR bây giờ kiểu Gary chim mồi thằng này để ra dụ skill đối phương. Lượng vàng chênh lệch từ hơn 5.000 dấu hiệu giảm về không, XP cũng từ 7.500 xuống còn 4.000 à. Mãi cái lốc còn đệ con rồi cũng có giết ở đâu. Nope move. Lốc thế lốc để làm gì không biết. Cái nào mà cái lốc mà chúng ta thấy là cái lốc bây giờ 175 mana cũng có ít ỏi gì đâu. Hai phát vẩy mới chỉ có 150 mana. Slada thì đã có được cho mình một cái BKB nhưng thì vẫn chưa dùng lần nào. Trong cái đó thì Slash của chuối vẫn đang tiếp tục lên cho mình những cái đồ cộng strength, hai cái Bracer giờ một cái Orc Club luôn. SF thì cũng đã có BKB cho mình, cũng chưa dùng lần nào hết. Rất có thể là với việc có được BKB thì bên phía Navy họ sẽ dễ đánh hơn. Một item mới đã được xuất hiện dành cho CM. Thật ra game này lên cái này thì cũng chưa chắc được quyết được gì. CM mà gặp cái aura trừ giáp đánh tay không của Slada hay là SF cũng đủ nằm, lượng máu ít quá. Được cái lên cái này là có cái invi thôi, nhưng cái invi này thì hơi ngắn. Ta thấy là cái duration. Ôi đây giờ có đánh nhau đã, mà đó thì một ôi vãi ra vết ạ. Rồi xong, bây giờ thì đặt tường hai cháu. Rubik nằm luôn. Jun thì đang cố gắng chạy, đó theo tình huống phi ra Blink lên rất đẹp mắt từ phía của Jun. Ra vết một người hủy Osan. Bây giờ thì Fitzua chặn đường, có tình huống lốc lên đánh nhau rồi Mu mở BKB. SCC vẫn Blink được nhưng vẫn bị dính đam của ulti. Và đó pha Blink ra từ phía Rabbit nhẹ nhàng một phình cũng phải thôi, mạng dành cho Mu vẫn chưa từ bỏ đâu, họ sẽ đuổi theo tiếp. Hãy nhớ rằng Rabbit cũng chưa bật cái Rabbit còn đang cầm gem mình. PR một tường chém chói tuyệt vời, MK đứng quẩy kết thúc cái mạng của Rabbit không bật BKB lên rồi. Rabbit vẫn còn tí máu, anh đánh ngược lại. PR chém chói chưa chết, PR bay về Rabbit chưa dẹp, nhưng bây giờ thì sao, PR tiếp tục chói được vị trí của Jun ở đằng sau này thì Mu đang chạy. Và chúng ta thấy ở đây là Diabolic mở lên nhưng chả giải quyết được gì. Tiếp tục là Tele về nhà. Mù vẫn đang cố gắng chạy, Mù có được cho mình tốc chạy khá lớn với việc có được cho mình cái gậy lốc. Nhưng mà đó thì không phí sùa hay và thôi xong rồi. Earthshaker ăn được cái mạng của Mù. Dẫu sao thì SCC cũng đã nằm. Game này newbie mà có thắng thì đúng là chỉ là do may, là vì PL này không ngóc đầu lên được. Chứ thật sự là lối đánh của họ cũng chả có gì thuyết phục.
Netgod đã về không, XP thì còn 2500. 2221 nó chỉ dẫn có một mạng. Bây giờ thì Newbie Young họ vẫn không biết làm thế nào. Carry cũng vẫn còn yếu quá. Bây giờ đánh nhau thì cũng cứ đánh nhau thôi chứ không ăn thua. Phút thứ 27 rồi mà đồ của Ember vẫn chỉ có từng này. Bây giờ thì MK dẻo. Rồi nó bò tiếp. Combo như thật. Ông BKB đã lên dành cho chuối. Một nốt nhạc. Piao lại dẹo mà chuối cũng dẹo luôn ở dưới bốt. Lại lốc con đệ. Lần này thì ăn được. Ăn được xong thì cũng thối mồm. Hàng về. Xong rồi. Mày chạy đi. Mày chạy đi, check vào. Nhất kịp không? Không kịp. Radiant's top tower is under attack. Game này Rubik của San Seng đang đói. Anh rất muốn có được cho mình một cái Blink hay một cái Foxstar. Vấn đề là của anh đang đứng ở vị trí thứ nhất từ dưới lên. Ông MR cũng đang hướng đến cho mình một cái BKB. Trong khi đó thì SCC cũng vậy. Piao vẫn đang chật vật trên con đường hướng đến một cái Fury để có thể combo được với Daxia. Voi của mình bị ảnh hưởng kìa. Lại chết. Hơi phí một cái BKB tình huống vừa rồi. Phí mất cái BKB đúng là không nên bật. Đang có smoke. Lộ rồi, lốc lên, đi ra, feed sùa. Đằng sau nhóc được 456 ra, vết được mỗi 456. 456 bật BKB rồi, và cùng ba người bật tường ra. Rabbit cũng đang di chuyển vào đó, bật BKB mà cố gắng chạy. Bật cả BK lên rồi, chạy vẫn rất nhiệt tình, nhưng nó Blink lên, quay tay. Vẫn chưa kết thúc được nhổ cái bọn lần này, là kết thúc được cái mạng rồi của đôi mê tình của Daxia. Hơn đang cố gắng đuổi theo Piao. Piao đã bị lốc rồi, săn chuẩn xe bao. Tàn thế thì khó, nhưng mà thật ra thì tình huống rồi cũng khó tham minh phết. Tình huống rất khó tham minh. Thế nên là cũng không gì đáng trách. Và đó là pha combat giết được rất nhiều người từ phía tìm điều mình. Hai. Hai là một số nhiều, một số nó chưa đến số rất. Trước đó khi là bên đã nè. Solo kill. Một hit, hai hit,
3 hit, 4 hit, 5 hit. Mega kill thì cho lại biết. Dire's bottom tower has fallen. Thằng Glen top đang bị đẩy vào. Trong khi đó ở đây tiếp tục thì không biết sùa rồi, săn đè vào lượng đam là khá lớn nhưng vẫn không ăn thua. MCC khá trâu. Rubik đã nằm xuống rồi, bây giờ thì chuối với việc bật BB anh sống được và PL mới là người nằm. PL tiếp tục feed, feed mode on từ phía PL, run ra đây quay tay vào cái bóng. Thanh niên này hết chỗ để tự sướng cái bóng, độ bệnh hoạn gọi là max level. Dire's bottom tower is under attack. Bây giờ thì bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại với nhịp độ game đấu từ phía newbie. Họ đã dẫn trên 5.000 network và điều quan trọng là trên 10.000 XP khi mà vừa rồi tình huống họ ganh lẻ rất hiệu quả. Đã lên một cái ultimate orb và như vậy thì Mu sẽ hướng đến cho mình một cái ice carry. Wow. Vẫn chưa có Fury, đã là 33 phút, network chưa được nổi 8.000. 33 phút mà network carry chưa nổi 8.000. Rất gian nan. Đầy trông gai. Chuỗi thì có được cho mình cái Poi Booster rồi sẽ là... Mình nghĩ là nên lên một vài item, ví dụ như là kiểu Blaston. Chứ thật sự là con này mà lên gậy xanh thì nó hơi tù. Vì gậy xanh thì cũng không đủ mana để dùng ulti nhiều. Con này cần spam, lên Blaston vẫn ngon hơn. Còn cuối cùng thì cái điều mà San Seng mong ước mấy chục phút trước đã đến, anh đã có cho mình cái Blink. Radiant's top tower is under attack. Liên tục là những tình huống mua xe mua mắt từ phía của CM. Ở dưới này thì combo chuẩn chết rồi. Blink lên stun check, sau đó là nhấp đè lên và nhổ lốc bọt, chắc chắn là kết thúc được cái mạng đó. Hãy nhớ rằng là cái nhổ lốc bọt này nó cũng trừ giáp, nó cũng trừ 5 giáp. Tính sơ sơ ở trong một combat là có aura của MK trừ 6 giáp, trừ 5 giáp của Titan là 11. Để đến tiếp nữa là cái check level 3 là 20, 11 cộng 20 là 31. 31 giáp bị trừ, thật sự là 31 giáp thì con nào cũng âm giáp hết. Nó thấy là thậm chí là láp hiện tại của team Newbie Young không có thằng nào lên được đến 20 giáp. CM giáp 8, PL giáp 6, thanh niên này giáp 14, Osaker giáp 5, thanh niên lên bảng giáp 8. Với từng này được giáp, thậm chí là Zara không cần check, cần có cái aura cũng như là đấm bọt ra của Thai. Dire's middle tower has fallen. Double damage. Take that!
có một số bạn hỏi không cắt trận Allen, trận đó không liên hệ được mà cắt thì cũng mới biết hôm nay mới biết là có giải đấy. Giải đấy có mỗi 3 trận. 2 trận bán kết, 1 trận chung kết. Trên Dota cũng không thấy có xuất hiện vài viết gì cả. Ông 12.000 vàng rồi. 20.000 XP. Vậy là vẫn với thường này phút thì vẫn sẽ phải hơn 40 phút mới có thể kết thúc được game. Đã qua C Slada lại thêm trừ giáp tiếp. Mà có lẽ là cái Aura tốc đánh quan trọng hơn lúc này. Trừ quá nhiều giáp rồi. Lại dẹo rồi em ơi. Em bờ đánh này thật ra thì cũng bất lực. Cái kiểu mà pick một đống stun như thế này cứ bị dính một cái là kiểu gì cũng bị dính cái tiếp theo. Dính một cái là chết rồi, không thể chống được. Dire's middle tower is under attack. Queen of Pain đã đẩy xong cái trụ 2 ở dưới bot. Nhưng mà hên xui nó sẽ phải về đép. Quyết định về đép rồi, không đẩy thêm nữa. Thôi! Thôi lại bass nữa chứ. Chết luôn. Ăn cắp vào cái bút tông, buyback luôn từ phía ông Queen of Pain. Buyback ra từ phía Daxia, combat này thua là GG. Combat này thua là GG này. Ông double kill dành cho Mu. Và bây giờ thì đó là vacuum đặt tường ra vết ra MR cũng chết triple kill cho Mu. Nhưng giờ thì Mu mất hồi sinh. Sau đó tất cả lại tiếp tục push trụ. Dire's middle barracks has fallen. Dire's middle barracks has fallen. Bây giờ thì chuối đang bị focus ngay không chết. Tiếp tục lấy lên thôi, xong rồi ra vết lần nữa. GG. Vãi lúa. Mu ngồi đập chết Lesrak để hồi máu à. Dire's bottom tower is under attack. GG được gọi vậy à? Số mồm mình kiểu gì nhỉ? Game trước thì bảo là tầm chưa đến 40 phút thì 41 phút được kết thúc. Game này bảo là chắc là sau 40 phút thì chưa đến 40 phút được kết thúc. Hư cấu. Lệch chưa đến 1 phút. Mồm đúng thôi. Vâng, và như vậy là 2-0 dành cho Newbie. Vừa rồi là phần stream bình luận với Musashi đến từ Pew Pew Studio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và lại sau mấy phút nữa.